Thưa quý vị và thời gian qua, vụ công nghệ thông tin và hội tin học Việt Nam đã hoàn thành việc thu thập đánh giá chỉ số Việt Nam ICT Index 2020 để nhìn nhận kết quả của cả bộ ngành và địa phương cả nước về triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2020. Sau đây trân trọng kính mời ông Lê Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam, trình bày nội dung, giới thiệu báo cáo Việt Nam ICT Index 2020 đồng hành cùng chuyện đổi sổ tại Thừa Thiên Huế của bang soạn thảo Việt Nam ICT Index. Xin mời ông. kính thưa ông Lê Trường Lưu, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy thừa thiên huế, kính thưa ông Nguyễn Huy Dũng, thứ trưởng bộ thông truyền thông, kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị. Trước tiên, cho phép tôi thay mặt ban xây dựng cái, cái nhóm xây dựng cái báo cáo việt nam IC index cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng tôi được uh, trình bày cái báo cáo việt nam IC index 2020 tại hội nghị này. Vì như chúng ta đều biết Trước đây theo thông, thông, thông lệ thì báo cáo Việt Nam IC Index được, được trình bày tại hội nghị hội thảo hợp tác phát triển hàng năm nhưng năm 2020 hội thảo hợp tác phát triển dự kiến được tổ chức tại Hải Dương nhưng mà không tổ chức được vì tình hình COVID. Vì thế cho nên đến hôm nay chúng tôi mới có điều kiện để trình bày cái báo cáo này tại hội nghị này. Vì thế chúng tôi hết sức cảm ơn ban tổ chức và cũng nhân cái diễn đàn này cho tôi phép tôi được cảm ơn Ủy ban quốc gia và Chính phủ điện tử và Bộ Thông tin Truyền thông đã hết sức tạo điều kiện hỗ trợ cũng như là chỉ đạo chúng tôi trong xây dựng cái báo làm cái báo cáo này trong suốt cả 15 năm qua. Báo cáo với hội nghị là hôm nay năm nay vừa đúng tròn 15 năm báo cáo Việt Nam Asia được công bố lần đầu tiên năm 2006 tại thừa tỉnh Thanh Hóa và năm nay là năm thứ 15. báo cáo của tôi chỉ xin có bốn cái nội dung ngắn gọn thế này thôi. Thứ nhất là giới thiệu về một số các cái thay đổi về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính trong báo cáo IC Việt Nam Index năm 2020. Thứ hai là một số kết quả thu được từ cái báo cáo đó. Và cái thứ ba là cái kết quả xếp hạng các bộ ngành và các tỉnh thành phố năm 2020. Và thứ tư vì là ở tại Thừa Thiên Huế chúng tôi có một vài các cái bình luận nói mà liên quan đến Thừa Thiên Huế với Việt Nam ICT Index. Thứ nhất về mặt số thay đổi về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính. Thì như chúng ta được biết, báo cáo Việt Nam IC Index là gần như là một trong rất hiếm các cái báo cáo các chỉ số ở Việt Nam là tuân theo cái phương pháp luận của Liên hợp quốc, tức là cái báo cáo chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Và cái báo hệ thống chỉ tiêu báo cáo phương pháp tính hiện nay pháp luận này là đã bắt đầu được áp dụng từ năm 2016. Tuy nhiên trong quá trình áp dụng năm đó về cơ bản là ổn định nhưng mà cũng đôi lúc chúng tôi cũng có điều chỉnh. Thí dụ như năm 2020 là chúng tôi đã bỏ cái chỉ tiêu tỷ lệ của gia đình có máy tính. Cái thứ hai về phương hợp tính thì các cái tỷ lệ như là thuê bao điện thoại di động, người dùng internet, rồi thuê bao băng thông băng rộng cố định, rồi thuê bao băng băng rộng không dây trên 100 dân thì bắt đầu có cái đặt ra một cái gọi là cái uh, giới hạn là nhỏ hơn được bằng 120. Báo cáo với hội nghị cái này là chúng tôi cũng học tập có báo cáo chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. Tức là người ta không không dùng cái tỷ lệ cao hơn nữa vì người ta cho rằng 120 là là tối đa có thể dùng để là, chấp nhận được. Cũng như tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức viên chức cũng chỉ lấy đến giá trị tối đa là 1,25. Tức là nếu mà cao hơn 1,25 thì chúng tôi cũng cho về 1,25. Và cái thứ ba về cách thức thu lập dữ liệu thì năm 2020 là không có gì thay đổi cả. Và cũng nhân hội, nghị này chúng tôi xin nói luôn thế này Dự kiến đến năm 2021 Chúng tôi sẽ có cái sự thay đổi Tức là sau 5 năm áp dụng cùng một phương pháp luận Thì năm 2021 thì chúng tôi bắt đầu lại có một cái bước cải tiến Tiếp theo Thứ nhất về hệ thống chỉ tiêu Phương pháp tính và các thức thu thập dữ liệu Thì chúng tôi biết là hiện nay đã áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Tức là 5 năm rồi Thì sau 5 năm chúng tôi sẽ dự kiến có thay đổi như sau Thứ nhất về hệ thống chỉ tiêu Chúng tôi sẽ giảm cái số lượng chỉ tiêu và hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cục tin học hóa để thống nhất hệ thống chỉ tiêu này làm sao cho nó đơn giản về một cách thu thập và nó độ độ tin cậy nó cao hơn và cái thứ hai về pháp tính thì chúng tôi sẽ áp dụng triệt để việc đặt ra giới hạn đối với các chỉ tiêu như tôi vừa nói lúc nãy và cái thứ ba về cách thức thu dữ liệu đây là cái này là cái thay đổi lớn nhất tức là chủ yếu dựa vào số liệu của báo cáo chỉ số chuyển đổi số quốc gia và không yêu cầu các đơn vị nộp báo cáo nữa cái báo cáo với hội thảo hội nghị đây là cách làm của báo cáo chính phủ của liên hợp quốc họ cũng không yêu cầu các quốc gia phải gửi bất kỳ một cái số liệu hoặc cái bất kỳ báo cáo nào cả nhưng họ tự thu thập thông qua các báo cáo của UNDP thông qua báo cáo của UNESCO vân vân và họ chỉ làm duy nhất một việc tự là phải làm tức là làm cái đánh giá về dịch vụ công trực tuyến của các quốc gia thế thì chúng tôi cũng sẽ theo cách trước đó và dần bắt đầu chúng tôi cố gắng được từ năm 2021 sẽ không bắt các đơn vị phải gửi báo cáo nữa mà chúng tôi sẽ dừng dùng sử dụng số liệu của báo cáo chỉ chỉ, chỉ số chuyển đổi số quốc gia mà hiện nay Bộ Thông tin Thông đang triển khai Và sau đây thì tôi xin giới thiệu tóm tắt một số kết quả thu được từ báo cáo năm 2020 Thứ nhất về xếp hạng các bộ ngành cơ quan các cơ, cơ quan của Trung ương và chính phủ cơ, cơ, cơ quan thuộc chính phủ thì so với xếp hạng năm 2019 ý, thì có 7 đơn vị tăng hạng, tức là chiếm 41%. 35 à 6 đơn vị thì giữ nguyên hạng, tức là 35% và tụt hạng là có 4 đơn vị. Đấy là về xếp hạng. Về phân loại mức độ sẵn sàng theo Liên Hợp Quốc thì báo cáo với hội nghị là Liên Hợp Quốc có một cái bộ phân hạng là phân loại cái mức độ sẵn sàng. Thí dụ từ không từ trên không phải từ 0.15 trở lên thì được gọi là rất cao thì Ờ, việc của cái các, các bộ ngành chúng ta có 3 bộ ngành được xếp vào cái loại rất cao này chiếm 18% và cái mức từ không phải chỉ số từ 0,75 cho 0,5 thì được gọi là cao thì chúng ta có bốn đơn vị được xếp, tính ra là 24% về mức trung bình xếp loại mức trung bình thì có từ 0,5 đến 0,25 là có 9 đơn vị tức là 53% tức là trên một nửa là ở mức độ trung bình và thấp thì có một đơn vị tức là chiếm 6% thì đây là phân loại mức độ sẵn sàng theo cái barem của Liên Hợp Quốc. Đối với các tỉnh thành phố thì chúng ta có 25 đơn vị, 25 tỉnh phố đã được tăng hạng trong năm 2020 tức là chiếm 40%, tức là cái số lượng tăng hạng này rất là cũng là khá là nhiều. Nhưng giữ nguyên thì là 5%, à là 5 đơn vị tức là 8%, nhưng mà tụt hạng tới tới 33 đơn vị tức là 52%, tức là trên một nửa là tụt hạng so với năm trước. Về phân loại mức độ sẵn sàng thì thứ nhất về rất cao thì chúng ta chỉ có 2 đơn vị thôi. Thế là đơn vị xứng xếp thứ nhất và thứ hai là được gọi là chiếm 3%. Xếp vào dạng cao tức là có 14 đơn vị, tức là chiếm 22%. Trung bình là có 43 đơn vị là chiếm, là chiếm 68% và lại thấp là 4 đơn vị tức là chiếm 6%. Thì đấy là đánh giá uh, sơ bộ về cái uh, xếp hạng của các bộ ngành của cũng như là các tỉnh thành phố. Sau đây là cái biểu đồ tương quan giữa IC Index và chỉ số một trong chỉ số mà các địa phương hết sức quan tâm là chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cái PCI. Thì qua biểu đồ thì chúng thấy rằng là cái chỉ số IC Index và chỉ số PCI là có có mối quan hệ khá là chặt chẽ. Vì chúng ta biết là cái đường gọi là đường xu thế là đường màu đỏ nó thể hiện là cái mối quan hệ tức là gì? index index là tốt thì có nghĩa là PCI cũng sẽ là tốt. Thì đề hoặc ngược lại PCI tốt nghĩa là IC index là tốt thì đây là là cái 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 biểu đồ để thể hiện cái mức độ tương quan giữa uh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số IC index. Tiếp theo đấy là cái biểu đồ tương quan giữa chỉ số IC index và chỉ số PI index. PI index là chỉ số về uh, hiệu quả thì uh, cải cách hành chính, cải cách uh, hành chính. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là cũng là một cái đường xu thế cũng là một đường thẳng về cơ bản thì là nó cũng thể hiện một cái mối quan hệ khá là là là, 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 là chặt chẽ với nhau tức là ai sẽ tốt thì cái pi index cũng sẽ là tốt và ngược lại cũng như vậy cái biểu đồ tương quan thứ ba mà tôi mới chỉnh đây là cái pi index cũng vậy cũng là có một cái uh, sự tương quan cũng khá là là là, hờ, là chặt chẽ giữa hai cái chỉ số này ICDEC tốt thì PAPI cũng là tốt. Cái nội dung thứ ba thì tôi xin bà cáo tóm tắt về kết quả xếp hạng của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố năm 2020. Đây là bảng xếp hạng 10 đơn vị đứng đầu của các bộ, ngành năm 2020. Có điều đặc biệt trong cái bảng này là năm 2020 là ở trong cái nhóm này, ấy, 10 đơn vị này là toàn là đơn vị hoặc là giữ nguyên hạng hoặc là tăng hạng, chứ không có đơn vị nào tụt hạng. Thì ở đây trên trên đây là tranh địch điểm giữa đơn vị số 1 là Bộ Tài chính và đơn vị số 2 là Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là càng ngày ấy, cái mức độ tranh lệch càng càng giảm. Tức là càng ngày đơn vị số 2 càng tiến sát với đơn vị số 1, tức là từ những lúc là có lúc đến 5,7%, 6,5%, nhưng bây giờ chỉ còn 0,96% thôi. Tức là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến rất sát với lại Bộ Tài chính. Cái uh, nhận xét thứ hai ấy là Bộ Khoa công nghệ và Bộ Giao thông vận tải đã trở lại top 10 sau nhiều năm bị bật ra khỏi top 10. Cái nhận xét số 3 là có hai bộ bị bật ra khỏi top 10 năm nay, đó là Bộ Giáo giao dục đào tạo và Bộ Nội vụ bởi vì họ không lên top 10 họ không có tiền đây, nhưng mà đây là tôi xin nhận trên cơ sở cái báo cáo cái cái số liệu thì là có hai bộ là bị băng ra khỏi bật ra khỏi top 10, đó là Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Nội vụ. Tiếp theo đây là top 10 xếp hạng các tỉnh thành phố. Thì uh, trong nhóm này thì có 3 đơn vị là giữ nguyên hạng. À, uh, 6 đơn vị là tăng hạng và một đơn vị là tụt hạng. Đó là Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thứ nhất, cái nhận xét đầu tiên lại trên địa điểm số giữa số 1 và số 2 tức là Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. cũng nhân dịp đến xin báo cáo là cái hội thượng hội nghị lần này, này, Đà Nẵng năm nay là năm thứ 12 đứng đầu bảng xếp hạng Việt Nam IC Index. Cũng xin hết sức chúc mừng Đà Nẵng. Cái thứ hai, Thừa Thiên Huế cũng là năm nay là năm thứ hai đứng ở vị trí số 2. Và cái mức độ chênh lệch giữa số 1 số 2 là trước kia là rất là cao, tuy có những năm tiến 29%, 26%. Năm 2019 thì còn có 7% và năm 2020 thì lại tăng lên một chút. Nhưng về cơ bản là cái xu thế chung là cái 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 mức độ chênh lệch giữa đơn vị số 1 số 2 càng ngày nó sẽ càng 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 giảm đi tức là hai đơn vị nó càng ngày họ sẽ càng ngày càng tiến gần với nhau. Thì đây là về đây tôi so sánh và ở đây cũng có một điều hết sức đặc biệt ngày xưa trong cái bảng xếp bạc ice giữa các tỉnh thành ấy nó là cuộc đua ở đầu ấy là cuộc đua của hà nội và thành phố hồ chí minh nhưng mà hai năm gần đây bây giờ là cuộc đua của đà nẵng và thừa thiên huế tức là trung tâm đã về miền trung rồi không ở bắc không ở nam nữa để báo cáo hội nghị đấy là cái mà tôi nhận xét thêm và năm 2020 thành phố hồ chí minh và hà nội thì là cùng rủ nhau tăng hai bậc sau khi bị tụt năm bậc năm 2019. Nhưng mà chúng ta biết là biệt cuộc đua tốc đầu bây giờ là của Hà Nội, của Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế rồi Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh chỉ lên được đó có mức uh, mức năm và mức uh, hạng xếp năm hạng năm hạng sáu thôi. Và có năm ba đơn vị ba tỉnh là lần đầu tiên thì lọt lọt vào top 10. Tức là trong 15 năm qua thì lần đầu tiên là Lâm Đồng, Tây Ninh và Ninh Thuận đã lọt vào top 10 của bảng xếp hạng Việt Nam IC Index và có 3 tỉnh thì cũng bay ra khỏi top 10. Đó là gì? Bắc Ninh, Tiền Giang và Lào Cai. Thì đây là đây là cái một số cái nhận xét về cái xếp hạng của các tỉnh và thành phố. Báo cáo về hội hội nghị là bắt đầu từ năm 2016 thì trong báo cáo Việt Nam Index có thêm một cái bảng xếp hạng nữa, tức là bảng xếp hạng về công nghiệp công nghệ thông tin của các tỉnh và thành phố. Thì cái bảng này ấy thì thường nó chỉ có khoảng 56 cho đến 5, 55, 56 thì tỉnh có trong cái bảng xã công nghiệp thôi. Chứ không có đủ 63. Bởi vì không phải tỉnh nào ở trong nước ta cũng có công nghiệp, công nghệ thông tin. Thế thì đây là cái kết quả xếp hạng top 10 về công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam năm 2020. Thì ở đây chúng ta thấy là có thành phố Hồ Chí Minh, có Hải Phòng và Bình Dương là ba đơn vị đã tăng hạng. Có Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang và Cần Thơ là bốn đơn vị đã tụt hạng so với năm 2019. Và cái một, một, cái nhận xét là này, lần đầu tiên sau 5 năm thì thành phố Hồ Chí Minh vượt lên chiếm vị trí số 1 của Hà Nội. Vì 4 năm trước thì thành phố Hồ Chí Minh luôn đứng số 2 và Hà Nội Hà Nội luôn đứng số 1. Nhưng năm nay là thành phố Hồ Chí Minh lên số 1, Hà Nội lùi xuống số 2. Đấy là cái nhận xét đầu tiên của tôi. Chúng tôi về cái bảng xếp hạng này cái thứ hai là Bình Dương lần đầu tiên thì lọt vào top 10 và Long An thì bật ra khỏi top 10 chỉ sau có một năm vào top 10 thì năm nay lại bay, bay, ra khỏi top 10 thì đấy là cái nhận ba cái nhận xét của tôi về cái bảng xếp hạng uh, công nghiệp công nghệ thông tin năm 2020. Thế thì uh, vừa rồi là tôi mới trình bày một cách hết sức tóm tắt và có một số cái bình luận về các cái bảng xếp hạng. Còn chi tiết các bảng xếp hạng thì xin mời các quý vị vào hai cái trang thứ nhất là trang của bộ thông tin truyền thông cái cổng như và hoặc là cái trang của hội thi Học Việt Nam thì chúng tôi có báo cáo đầy đủ của Việt Nam hay xin đất 2020 ở trong có chi tiết tất cả các cái số liệu thì xin phép là uh, thời gian khoảng tôi không 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 báo cáo cái 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 cái, cái báo cáo đây vì báo cáo đấy dài hơn 100 trang tiếp theo thì tôi xin có một vài cái nhận xét về cái quan hệ của Thừa Thiên Huế trong cái bảng xếp hạng Việt Nam Index trong thời gian qua. Báo cáo về hội thảo hội nghị, đây là cái biểu đồ xếp hạng của Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2016 2020. Cái đường màu đỏ là đường xếp hạng chung. Đường màu xanh xanh ra trời là xếp hạng về hạ tầng kỹ thuật, xanh lá cây là xếp hạng về hạ tầng nhân lực và cái đường màu tím là đường xếp hạng về ứng dụng. Thì chúng thấy rằng từ 2016 trên 20 thì có một năm hết sức đột biến. Xếp hạng chung của Thừa Thiên Huế là rơi một phát từ số 5 xuống số 15. Đấy tôi không hiểu. Nhưng tí nữa chúng ta nhìn các bản sang được được. Đây là cái năm hết rất, rất đặc biệt. Tôi cũng số liệu thế nhưng mà tôi chưa biết là lý do vì sao. Nhưng mà rõ ràng là năm 2017 là Thừa Thiên Huế là rơi từ số 5 xuống số 15. Đấy là nhìn chung là như vậy. Bây giờ nếu đi về từng cái bảng xếp hạng uh, nhỏ thì đây là xếp hạng về hạ tầng kỹ thuật cũng là từ số 10 tụt nhảy xuống một suất là xuống số 21 là hạ tầng kỹ thuật của Xuyên Huế trong năm 2017. Rồi thì bảng xếp hạng về hạ tầng nhân lực cũng thế từ số ở kia là tầm được của khoảng số số 3 thì à, từ số 11 xuống số 28 cũng năm 2017. Nhưng mà sau đấy 2018 đến 2020 thì từ hết đều là đi lên và vì thế cho nên hiện nay trong hai năm 2019 2020 thì Thiên Huế là đứng ở vị trí số 2. Thì đây là chỉ có cái 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 phần mà ứng dụng thì từ từ thiên huế nói chung là uh, vẫn là đảm bảo ở cái top 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 trên từ vị trí số 7 sau đấy lên số 2 số 1 có một năm số 1 và bây giờ là là số 3. Thì uh, xin uh, báo cáo với hội nghị tôi uh, xin uh, kết thúc cái phần trình bày của tôi ở đây. Xin cảm ơn.